Chào các bạn, Nebulous 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn cài tiện ích giải captcha tự động cho phần mềm TikTok Plus với hai trang là HM captcha và Omo captcha. Việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm sẽ là truy cập vào hai trang HM captcha hoặc là Omo captcha. Thực hiện đăng nhập tài khoản cho hai trang web này. Sau khi thực hiện đăng nhập, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài tiện ích với trang HM captcha trước. Đối với trang HM captcha thì các bạn sẽ click vào mục extension. Tại đây thì các bạn sẽ chọn vào mục extension giải ba loại captcha của TikTok và thực hiện tải xuống. Sau khi đã có file tải về thì các bạn sẽ thực hiện giải nén cái file này ra. Đây chính là file tải về của các bạn. Quay trở lại trang Omo captcha, các bạn sẽ click vào mục sử dụng API của chúng tôi. Chọn vào mục hướng dẫn cài extension. Thực hiện chọn tải extension về. Các bạn sẽ chọn vào thư mục TikTok. Đây chính là thư mục mà các bạn vừa thực hiện tải về. Các bạn cũng sẽ thực hiện giải nén. Đối với trang Omo captcha thì các bạn sẽ có hai lần giải nén. Mật khẩu giải nén sẽ chứa ở trong Word mà tệp đi kèm. Đối với trang Omo captcha thì các bạn sẽ có thêm một bước, đó là các bạn sẽ phải gắn API key của các bạn và trong thư mục config. Các bạn sẽ click vào trang Omo captcha. Tại file config thì các bạn sẽ thực hiện mở bằng file notepad. Các bạn sẽ thực hiện gắn API key của các bạn vào. Quay trở lại trang Omo captcha.
bạn sẽ thực hiện sao chép API key của các bạn. Và thực hiện dán vào file config. Thực hiện lưu lại. Như vậy là mình đã có hai folder chứa tiện ích, Omo captcha và HR captcha. Sau khi đã giải nén xong, bây giờ các bạn sẽ copy cái folder mà các bạn muốn thực hiện giải captcha. Các bạn sẽ chọn một trong hai folder của một trong hai trang đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ đối với trang HR captcha. Thực hiện copy. Đi tới mục Document. Chọn TikTok Plus. Chọn Chrome Profile. Chọn Chrome Extension. Tại đây thì các bạn sẽ thực hiện tạo một folder với tên là Custom. Thực hiện paste cái file mà các bạn vừa thực hiện copy của trang HM captcha vào. Đối với những bạn mà để thư mục Chrome Profile ở những ổ khác thì các bạn cũng sẽ thực hiện vào cái ổ mà chứa thư mục Chrome Profile đó và thực hiện tạo một folder có tên là Custom và thực hiện gắn folder chứa extension của các bạn muốn thực hiện giải captcha vào đó. Tương tự đối với Omo captcha thì các bạn cũng sẽ copy. Và thực hiện vào trong folder document. Chọn TikTok Plus, chọn Chrome Profile. Thực hiện chọn Chrome Extension. Và vào thư mục Custom mà các bạn mới thực hiện tạo. Thực hiện gạt cái file mà các bạn vừa thực hiện copy vào. Sau khi đã cài đặt xong thì trên mỗi Chrome Profile chạy thực tool sẽ tự có tiện ích này. Và API của site captcha sẽ tự động giải captcha hiện trên TikTok. TikTok Plus sẽ không can thiệp vào quá trình giải captcha mà chỉ tự động thêm tiện ích trên mỗi chôm này để chạy tool. Sau khi đã thực hiện cài tiện ích thì các bạn mở TikTok Plus và thực hiện chạy các tính năng như bình thường. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn cài tiện ích giải captcha tự động cho phần mềm TikTok Plus. Nếu như trong quá trình sử dụng hoặc là quá trình cài đặt, các bạn cần tư vấn thêm hoặc là có vướng mắc cần được hỗ trợ thì các bạn có thể liên hệ qua số hotline hoặc là Zalo hoặc là page hỗ trợ của bên mình để được tư vấn và cài đặt thêm.